và cố gắng xài dưới cái thu nhập thì tức là mình sẽ không gặp vấn đề về tiền bạc. Thì nếu như chúng tôi đề nghị ông nói với khán giả của chương trình Khách của VTV3, đặc biệt là các bạn trẻ, về cách tiếp cận cũng như quan niệm cũng như cách đối xử với đồng tiền, ông sẽ nói gì ạ? Thứ nhất là hãy quên chuyện tiền và hãy nghĩ đến cái công việc của mình, đến cái sự đam mê của mình. Đúng không? Và chăm chú vào đó. Khi mà anh làm một cái việc gì thành công, anh làm một cái việc gì giỏi, anh có một cái kiến thức rất chuyên sâu về bất cứ một cái ngành gì thì tiền nó sẽ tới, nó tự nó tìm tới. Thành ra đừng có thắc mắc bây giờ. Hãy tạo cái công việc, tạo cái khả năng đó, tạo cái kỹ năng đó, tạo tất cả những cái chuyện đó thì đồng tiền nó sẽ tới. Vâng. Thì đấy là